Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 2 tháng 5 năm 2023. Sau ngày nghỉ quốc tế lao động thì ngày hôm nay các khán giả của chúng ta đã quay trở lại làm việc chưa? Còn ngày hôm nay, môn bóng đá nam ở SEA Games cũng đã quay trở lại thi đấu. Và bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng đến với tin tức bóng đá hot nhất ngày hôm nay. Cầu thủ U22 Việt Nam tươi rói khi được huấn luyện viên Châu Siê thưởng nóng. Ở trận đấu ra quân SEA Games 32, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng vất vả trước U22 Lào với tỷ số 2-0. Màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thể khiến huấn luyện viên Philippe Châu Siê có thể hài lòng khi lối chơi chưa thực sự gắn kết và tâm lý của toàn đội bị căng cứng. Theo kế hoạch, sáng ngày 1 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập thả lỏng bên ngoài trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ tại sân Nipes. Tuy nhiên, sau trận đấu gặp U22 Lào, huấn luyện viên Châu Siê đã quyết định thưởng nóng cho các cầu thủ một buổi nghỉ vào sáng ngày 1 tháng 5. Theo đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội chỉ tập gym và thư giãn tại khách sạn trong buổi sáng. Huấn luyện viên Châu Siê cùng với các trợ lý đã xuống bể hòa đồng cùng với các học trò. Chiến thắng trước Lào giải tỏa áp lực đè nặng lên toàn đội vì chuỗi 5 trận giao hữu toàn thua trước khi sang Campuchia. Nét vui vẻ thể hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ khi họ xuống bể bơi sáng ngày hôm qua. Trên sân Prince, đội gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ bất ngờ chưa tiến bộ và tự tin. Thủ môn Quan Văn Chuẩn được xem là cầu thủ hay nhất trận đấu với những pha cứu thua quan trọng cuối hiệp 2. Đội mà chưa thắng, chúng tôi cũng khó tự tin được. Anh nói sau trận đấu kèm cái thở phào vì đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, đội sẽ ra sân tập một buổi duy nhất trước khi đấu Singapore vào ngày mùng 3 tháng 5. Sau lượt trận thứ hai, Việt Nam sẽ được nghỉ vài ngày, rồi vào hai trận khó khăn nhất, gặp Malaysia ngày 8 tháng 5 và Thái Lan ngày 11 tháng 5. Vì huấn luyện viên người Pháp muốn các cầu thủ của mình được thả lỏng và lấy lại trạng thái tâm lý tốt nhất ở trận đấu sắp tới. Tâm lý là yếu tố rất quan trọng khi U22 Việt Nam lần lượt sẽ gặp các đối thủ ngày càng mạnh hơn ở vòng bảng SEA Games. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 3 tháng 5, U22 Việt Nam chạm trán U22 Singapore, đội để thua U22 Thái Lan 1-3 tại trận đầu. Huỳnh Như muốn giành vua phá lưới SEA Games 32. Huỳnh Như chưa từng giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games qua 4 lần tham dự. Cô lần lượt ghi 2 bàn tại đại hội năm 2013, 3 bàn năm 2017, 2 bàn năm 2019 và 2 bàn năm 2021. Lần này, tôi muốn bổ sung vào bộ sưu tập thành tích danh hiệu vua phá lưới SEA Games. Tiền đạo đội trưởng nói trước buổi tập đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam tại Phnom Penh. Mùa này, Huỳnh Như gây ấn tượng khi thi đấu cho Lăng FC ở Bồ Đào Nha và ghi 7 bàn, kiến tạo 2 bàn thắng qua 22 trận đấu. Ở tuyển nữ Việt Nam, với 59 bàn thắng, cô là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Ngoài ra, tiền đạo này có 5 lần giành vua phá lưới giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 và 2021. Bên cạnh mục tiêu cá nhân, tiền đạo sinh năm 1991 cũng cùng tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp. Chúng tôi rơi vào bảng đấu rất khó khăn, Huỳnh Như nói. Dù vậy, với tư cách là nhà đương kim vô địch, chúng tôi tự tin và quyết tâm thắng mọi đối thủ để bảo vệ huy chương vàng. Đội tuyển nữ Việt Nam chống chọi với nắng nóng như đồ lửa tại Campuchia. Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản trong 2 tuần, đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Nhật Bản sang Campuchia và chỉ quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đón đội trưởng Huỳnh Như gia nhập đội. Trong buổi tập chiều ngày 1 tháng 5, buổi tập đầu tiên tại Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp phải điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và nhiệt độ ngoài trời khá cao tại đây. Cái nóng hầm hập như đồ lửa bủa vây khắp nơi. Trong những ngày thủ đô Phnom Penh chịu cơn bão nhiệt khủng khiếp đang hoành hành khắp châu Á và nhiều nơi trên thế giới, khiến ai cũng mồ hôi ướt sũng, mắt váng đầu hoa và nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng hơn 40 độ C. Chia sẻ buổi tập đầu tiên với truyền thông, đội trưởng Huỳnh Như nói: "Thời tiết ở Campuchia khá nóng và khác biệt so với Nhật Bản hay Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, đòi hỏi cả đội phải thích nghi nhanh. Chúng tôi chọn tập luyện buổi xế chiều thế này để thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng tại Campuchia." Một cầu thủ khác cho biết, khi ngồi trên xe ô tô từ sân tập về khách sạn, nhiệt độ trong xe có điều hòa lên đến 35 độ C. Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A. Bảng đấu được đánh giá là khá khó khăn khi có mặt của cả Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây đều là các đội tuyển có sự tiến bộ mạnh mẽ và có những sự bổ sung đáng kể về lực lượng. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại bảng A gặp Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5. Thủ tướng Campuchia yêu cầu truyền hình nước nhà phát sóng các trận của U22 Việt Nam. Thời điểm hiện tại, môn bóng đá nam SEA Games 32 đã chính thức diễn ra các hoạt động đầu tiên. Trong đó, U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia và chủ nhà U22 Campuchia là những người được hưởng niềm vui chiến thắng. Mới đây, trong buổi lễ khởi công cảng container ở Sihanoukville, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã bất ngờ chia sẻ việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 32. Theo ông Hun Sen, thì trong ngày diễn ra hai trận đấu của bảng B, ông bật TV và không thấy phát sóng, trong khi liên lạc với đài truyền hình quốc gia Campuchia. Thủ tướng Hun Sen đã nhận được câu trả lời sẽ chỉ có các trận đấu, nội dung có sự góp mặt của vận động viên nước chủ nhà mới được phát sóng. Trước thông tin này, Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu đài truyền hình quốc gia cần phải phát sóng mọi trận đấu, nếu không giám đốc đài truyền hình sẽ bị cách chức. Tờ Dap News dẫn lời ông Hun Sen. Đài truyền hình quốc gia hãy bắt đầu phát sóng tất cả các sự kiện thể thao ở SEA Games 32.
bao gồm sự tham dự của các vận động viên nước khác. Đất nước ta coi đây là một sự kiện lễ hội, là niềm tự hào của người dân Campuchia. Tại sao chỉ phát sóng những sự kiện có vận động viên của chúng ta tham dự? Theo tờ Dap News, hạn cuối cùng mà Thủ tướng Hun Sen đưa ra cho Đài truyền hình quốc gia Campuchia là 20 giờ ngày 1 tháng 5. Ngày hôm nay, vòng 2 môn bóng đá nam sẽ diễn ra với hai cặp đấu ở bảng A. U22 Myanmar đối đầu với U22 Đông Timor vào lúc 16 giờ. U22 Philippines đối đầu với U22 Campuchia vào lúc 19 giờ. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quỳnh Như vừa mới trở về từ châu Âu và các cầu thủ thì đồng đội của mình cũng mới trở về từ Nhật Bản, thì hiện tại thể lực của toàn đội có đảm bảo hay không trước cái thời tiết rất là nắng nóng tại Campuchia như bây giờ? Thì toàn đội cũng tại vì Như cũng không có theo toàn đội sang Nhật Bản, nhưng mà Như cũng luôn theo dõi toàn đội ở những cái trận đấu cũng như là các buổi tập, thì Như cũng trao đổi với ban huấn luyện cũng như là toàn đội, thì Như cũng biết được là toàn đội đang có một sự chuẩn bị cũng rất là tốt. Còn về mặt thế Như thì ở bên Bồ Đào Nha thì Như cũng tập luyện và thi đấu hàng tuần, nên về mặt thế lực thì Như cũng có thể đảm bảo được. Nhưng mà khi mà sang Campuchia thì thời tiết thật sự là nó khá là nóng và nó khá là khác như ở Bồ Đào Nha cũng như là ở Nhật Bản. Thì hiện toàn đội cũng có một ngày để mà thích nghi, và hôm nay sẽ bước vào tập luyện dưới trời nắng nóng để mà thích nghi, để mà tập làm quen với thời tiết. Mình hỏi thêm một câu nữa nhé, để cho bạn ấy vào. Đưa nhìn vào máy quay này. Như hãy nói một chút về cái bảng đấu năm nay của đội tuyển nữ Việt Nam gặp những đối thủ rất là khó chịu Philippines và Myanmar, thì bạn nhận định như thế nào về cái cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng của đội tuyển nữ Việt Nam? Thật sự thì năm nay đội tuyển Việt Nam rơi vào một bảng đấu cũng khá là khó khăn, nhưng mà hiện tại mình là đương kim vô địch nên Như và toàn đội cũng rất là tự tin. Dù bất cứ đối thủ nào thì toàn đội cũng sẽ quyết tâm để mà bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games lần này. Cá nhân em được kỳ vọng rất là nhiều, và nó cũng có là áp lực cho em ở giải đấu này hay không? Thật sự thì được sự tin tưởng cũng như là yêu quý của tất cả mọi người thì Như cảm thấy rất là hạnh phúc, và bên cạnh đó mặc dù là nó có nhiều những cái áp lực ở giải đấu này, nhưng mà Như sẽ lấy đó làm động lực để mà Như cố gắng thi đấu và cố gắng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Câu hỏi cuối cùng thôi, em có hướng tới mục tiêu du phá lưới ở giải đấu này không? Dạ, ở mỗi giải đấu thì Như luôn đặt mục tiêu cho mình là trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Okay, cảm ơn Như nha.